hội thứ 12 phần tịnh giới Ba La Mật Đa. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Bạc Già Phạm cùng với 1.250 chúng Đại Bí Xô, chú ở vườn cấp cô độc, rừng Thẹ Đa, thành Thất La Việt, bấy giờ Thế Tôn bảo cụ thọ xá lợi tử. Bây giờ thầy nên vì các đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng tránh đằng Bồ đề mà tuyên thuyết tịnh giới Ba La Mật Đa, xá lợi tử vâng theo lời dạy của Phật và nương vào thần được Phật giáo huấn trao truyền tịnh giới ba la mật đa cho các đại bồ tát khi ấy mãn từ tử liền hỏi cụ thọ xá lợi tử làm sao biết được bồ tát trì giới làm sao biết được bồ tát phạm giới thế nào là nơi hành xứ của bồ tát thế nào là chẳng phải nơi hành xứ của bồ tát xá lợi tử liền trả lời cụ thọ mãn từ tử nếu các bồ tát tác ý an trụ thanh văn độc giác thì gọi là chẳng phải nơi hành xứ của bồ tát nếu các bồ tát an trụ nơi này nên biết là Bồ Tát phạm giới. Nếu các Bồ Tát hành nơi phi xứ này, thì các Bồ Tát này nhất định không giữ gìn được tịnh giới Ba La Mật Đa. Nếu các Bồ Tát quyết định không giữ gìn tịnh giới Ba La Mật Đa, thì các Bồ Tát này xả bỏ bổn nguyện. Nếu các Bồ Tát xả bỏ bổn nguyện, nên biết là Bồ Tát phạm giới. Lại nữa, mãn từ tử, nếu các Bồ Tát tu hành bố thí, hồi hướng đến địa vị thanh văn hoặc độc giác thì gọi là bồ tát hành nơi phi xứ nếu bồ tát hành nơi phi xứ nên biết đây là bồ tát phạm giới nếu các bồ tát an trụ tại nhà hưởng thọ nam dục lạc thượng diệu nên biết chẳng phải là bồ tát phạm giới nếu khi bồ tát hành bố thí hồi hướng đến địa vị thanh văn hoặc độc giác không cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nên biết đây là bồ tát phạm giới, ví như vương tử nên học giáo lệnh của phụ vương và học những pháp mà vương tử cần phải học nghĩa là các vương tử đều nên khéo học các ngành nghề tinh xảo và các sự nghiệp. Các ngành nghề tinh xảo và các sự nghiệp là luyện học các bộ môn những công việc như biết cưỡi voi, ngựa xe và giỏi cầm cương, cung nỏ, mâu nhọn, đao mâu cán dài, lưỡi câu tròn, chạy nhảy tránh né, chữ viết, in ấn, toán số, thanh luận, nhân minh luận, vân vân. Nếu các vương tử siêng năng học tập các thứ như vậy là thuận theo lợi ích pháp vua, tuy hưởng thọ vui đùa thỏa thích năm dục lạc nhưng không bị nhà vua của trách, Bồ Tát cũng vậy, siêng năng cầu quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề, tuy ở tại nhà hưởng thọ thỏa thích năm dục lạc nhưng không trái nghịch với trí nhất thiết trí, nếu khi các Bồ Tát hành bố thí hồi hướng địa vị thanh văn độc giác thì các bồ tát này hành nơi phi xứ chẳng phải là thừa ruộng cho trí nhất thiết từng giờ từng giờ chẳng thành thừa ruộng cho trí nhất thiết từng lúc từng lúc không thể giữ gìn tịnh giới ba la mật đa của bồ tát từng giờ từng giờ không thể giữ gìn tịnh giới ba la mật đa của bồ tát từng lúc từng lúc xa lìa sự cầu trí nhất thiết trí từng giờ từng giờ xa lìa sự cầu trí nhất thiết trí từng lúc từng lúc hành nơi phi xứ, từng giờ từng giờ hành nơi phi xứ, từng lúc từng lúc phạm giới Bồ Tát. Lại nữa mãn từ từ nếu các Bồ Tát tuy xuất gia thọ trì tịnh giới nhưng không hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà thì các Bồ Tát này nhất định không thành tựu tịnh giới Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát này nhất định không thành tiểu tịnh giới Bồ Tát thì các Bồ Tát này chỉ có hư danh hoàn toàn không có thật nghĩa. Nên biết những vị ấy không gọi Bồ Tát, nếu các Bồ Tát tuy ở tại gia nhưng thọ tam quy, có lòng tin tam bảo sâu xa, hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề, thì các Bồ Tát này dù hưởng thọ năm dục lạc đầy đủ, song đối với sự hành tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát thường không xa lìa gọi là người trì tịnh giới chân thật, cũng gọi là an trụ tịnh giới Bồ Tát nếu các bồ tát trụ giới hít bồ tát thì các bồ tát này thường không xa lìa tịnh giới hít ba la mật đa của bồ tát nếu các bồ tát thường không xa lìa tịnh giới hít ba la mật đa của bồ tát thì các bồ tát này thường không xa lìa trí nhất thiết trí nếu các bồ tát phát khởi nhiều tác ý phi lý tương ứng với nam dục nhưng chỉ khởi một tâm niệm tương ứng với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì có thể diệt trừ tất cả giống như nhiều ngọc ca giả mạt ni, nhưng chỉ một viên lưu ly li có thể lấn át tất cả ánh sáng kia, nghĩa là giá trị ánh sáng của lưu ly li vượt hơn sáng hơn tất cả ngọc ca giả mạt ni. Bồ tát cũng vậy, tuy phát khởi nhiều tác ý phi lý tương ứng với năm dục, nhưng nếu chỉ phải một tâm niệm tương ứng với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì sẽ đẩy lùi tất cả, như một số ngọc ca giả bị ngọc lưu ly li đạt mất ánh sáng. Lại nữa mãn từ từ nếu các Bồ Tát chấp trước các tướng mà hành bố thí Thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ Nếu các Bồ Tát hành nơi phi xứ nên biết các Bồ Tát này phạm giới Bồ Tát Bồ Tát không nên chấp trước các tướng mà hành bố thí Cũng lại không nên chấp trước quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề mà hành bố thí Vì sao? mãn từ từ vì quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư Phật xa lìa các tướng. Vì sao? Vì mười lực của Như Lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, vân vân, vô lượng vô biên các pháp vi diệu của chư Phật đều xa lìa các tướng. Như vậy Bồ Tát đối với sự hành bố thí không nên chấp trước. Nếu các Bồ Tát đối với sự hành bố thí mà không chấp trước thì các Bồ Tát này liền hộ trì được tịnh giới Ba La Mật Đa của của Bồ Tát mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Bây giờ mãn từ từ liền hỏi cụ thọ xá lợi tử, nếu các Bồ Tát cầu trí nhất thiết trí mà tu hành bố thí, thì các Bồ Tát này đâu khởi tâm chấp trước trí nhất thiết trí. Nếu các Bồ Tát khởi tâm chấp trước trí nhất thiết trí sẽ thành giới cấm thủ thì làm sao gọi là trì giới Bồ Tát? Xá lợi tử đáp. Trí nhất thiết trí xa lìa các tướng, chẳng phải giữ gìn ở mọi nơi mọi chỗ. Trí nhất thiết trí chẳng phải sắc uẩn, không xa lìa sắc uẩn. Chẳng phải thọ tưởng hành thức uẩn, không xa lìa thọ tưởng hành thức uẩn. Trí nhất thiết trí chẳng phải nhãn xứ, không xa lìa nhãn xứ. Chẳng phải nhĩ tĩ thể thân ý xứ, không xa lìa nhĩ tĩ thể thân ý xứ. Trí nhất thiết trí chẳng phải sắc xứ, không xa lìa sắc xứ. Chẳng phải thanh hương vị xúc pháp xứ, không xa lìa thanh hương vị xúc pháp xứ. Trí nhất Nhân thiết trí chẳng phải nhãn giới không xa lìa nhãn giới chẳng phải nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không xa lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới trí nhất thiết trí chẳng phải sắc giới không xa lìa sắc giới chẳng phải thanh hương vị xúc pháp giới không xa lìa thanh hương vị xúc pháp giới trí nhất thiết trí chẳng phải nhãn thức giới không xa lìa nhãn thức giới chẳng phải nhĩ tĩ thể thân ý thức giới không xa lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới trí nhất thiết trí chẳng phải nhãn xúc không xa đỉa nhã xúc chẳng phải nhĩ tĩ thể thân ý xúc không xa đỉa nhĩ tĩ thể thân ý xúc chí nhất thiết trí chẳng phải các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không xa lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra không xa lìa các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chí nhất thiết trí chẳng phải địa giới không xa lìa địa giới chẳng phải thủy hòa phong không thức giới không xa lìa thủy hòa phong không thức giới chí nhất thiết trí chẳng phải nhân duyên không xa lìa nhân duyên chẳng phải đẳng vô giám duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên không xa lìa đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, trí nhất thiết trí, chẳng phải vô minh, không xa lìa vô minh, chẳng phải hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thù hữu sanh lão tử không xa lìa hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thù hữu sanh lão tử trí nhất thiết chí chẳng phải bố thí ba la mật đa không xa lìa bố thí ba la mật đa chẳng phải tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không xa lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chí nhất thiết trí chẳng phải pháp nội không không xa lìa pháp nội không chẳng phải pháp ngoại không nội ngoại không 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 đại không thắng nghĩa không hữu vi không vô vi không tất cánh không vô tế không tán không vô biến dị không bản tính không tự tướng không cộng tướng không nhất thiết pháp không bất khả đắc không vô tính không tự tính không Vô tính, tự tính không, không ra địa pháp ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tính không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tính không, tự tính không, vô tính, tự tính không. Chí nhất thiết trí chẳng phải chân như không xa lìa chân như chẳng phải pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ không xa lìa pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ Chí nhất thiết trí chẳng phải Thánh đế khổ, không xa lìa Thánh đế khổ, chẳng phải Thánh đế tập diệt đạo, không xa lìa Thánh đế tập diệt đạo. Chí nhất thiết trí chẳng phải bốn tịnh lự không xa lìa bốn tịnh lợi, chẳng phải bốn vô lượng bốn định vô sắc, không xa lìa bốn vô lượng bốn định vô sắc. Chí nhất thiết trí chẳng phải bốn niệm trụ, không xa lìa bốn niệm trụ, chẳng phải bốn chánh đoạn bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đồng giác, tám chi thánh đạo không xa lìa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, trí nhất thiết trí chẳng phải pháp môn giải thoát không, không xa lìa pháp môn giải thoát không, chẳng phải pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không xa lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, trí nhất thiết trí chẳng phải tám giải thoát, không xa lìa tám giải thoát, chẳng phải tám tháng xứ chín định thứ lớp mười biến xứ, không xa lìa tám tháng xứ chín định thứ lớp mười biến xứ. Chí nhất thiết chí chẳng phải pháp môn đà la ni không xa lìa pháp môn đà la ni chẳng phải pháp môn tam ma địa không xa lìa pháp môn tam ma địa trí nhất thiết chí chẳng phải tịnh quán địa không xa lìa tịnh quán địa chẳng phải trùng tánh địa đệ bát địa cụ kiến địa bạc địa đi dục địa dĩ biện địa độc giác địa bồ tát địa như lai địa không xa lìa trùng tánh địa đệ bát địa cụ kiến địa bạc địa ly dục địa dĩ biện địa độc giác địa bồ tát địa như lai địa trí nhất thiết trí chẳng phải cực hỷ địa không xa lìa cực kỳ địa chẳng phải ly cấu địa phát quang địa diệm tuệ địa cực nan thắng địa hiện tiền địa viễn hành địa bất động địa thiện tuệ địa pháp vân địa không xa lìa ly cấu địa phát quang địa diệm tuệ địa cực nan thắng địa hiện tiền địa viễn hành địa bất động địa thiện tuệ địa pháp vân địa Chí nhất thiết trí chẳng phải năm loại mắt, không xa lìa năm loại mắt, chẳng phải sáu phép thần thông, không xa lìa sáu phép thần thông. Trí nhất thiết trí chẳng phải 10 lực Phật, không xa lìa 10 lực Phật, chẳng phải bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 tám pháp Phật bất cộng, không xa lìa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 tám pháp Phật bất cộng. Chí nhất thiết chí chẳng phải 32 tướng đại sĩ, không xa lìa 32 tướng đại sĩ, chẳng phải 80 vẻ đẹp, không xa lìa 80 vẻ đẹp. Chí nhất thiết chí chẳng phải pháp không quên mất, không xa lìa pháp không quên mất, chẳng phải tánh luôn luôn xả, không xa lìa tánh luôn luôn xả. Chí nhất thiết chí chẳng phải trí nhất thiết, không xa lìa trí nhất thiết, chẳng phải trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không xa lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Chính nhất thiết trí chẳng phải quả dự lưu, không xa lìa quả dự lưu, chẳng phải quả nhất lai bất hoàn a la hán, độc giác bồ đề, không xa lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề. Chính nhất thiết trí chẳng phải tất cả hạnh đại bồ tát, không xa lìa tất cả hạnh đại bồ tát, chẳng phải quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, không xa lìa quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chí nhất thiết trí chẳng phải pháp hữu sắc không xa lìa pháp hữu sắc chẳng phải pháp vô sắc không xa lìa pháp vô sắc chí nhất thiết trí chẳng phải pháp hữu kiến không xa lìa pháp hữu kiến chẳng phải pháp vô kiến không xa lìa pháp vô kiến chí nhất thiết trí chẳng phải pháp hữu đối không xa lìa pháp hữu đối chẳng phải pháp vô đối không xa lìa pháp vô đối chí nhất thiết trí chẳng phải pháp hữu lậu không xa lìa pháp hữu lậu chẳng phải pháp vô lậu không xa lìa pháp vô lậu trí nhất thiết trí chẳng phải pháp hữu vi không xa lìa pháp hữu vi chẳng phải pháp vô vi không xa lìa pháp vô vi trí nhất thiết trí chẳng phải pháp hữu lượng không xa lìa pháp hữu lượng chẳng phải pháp vô lượng không xa lìa pháp vô lượng trí nhất thiết chí chẳng phải pháp quá khứ không xa lìa pháp quá khứ chẳng phải pháp vị la hiện tại không xa lìa pháp vị la hiện tại chí nhất thiết trí chẳng phải pháp thiện không xa lìa pháp thiện chẳng phải pháp bất thiện vô ký không xa lìa pháp bất thiện vô ký chí nhất thiết trí chẳng phải pháp buộc cõi dục không xa lìa pháp buộc cõi dục chẳng phải pháp buộc cõi sắc vô sắc không xa lìa pháp buộc cõi sắc vô sắc chí nhất thiết trí chẳng phải pháp thấy chỗ đoạn không xa lìa pháp thấy chỗ đoạn chẳng phải pháp tu chỗ đoạn không đoạn không xa lìa pháp tu chỗ đoạn không đoạn Trí nhất thiết Chí, chẳng phải pháp học, không xa lìa pháp học, chẳng phải pháp không học, chẳng học, chẳng không học, không xa lìa pháp không học, chẳng học, chẳng không học. Trí nhất thiết Chí, xa lìa các tướng pháp như vậy nên không thể chấp thủ. Trí nhất thiết Chí, xa lìa các tướng, không có pháp có thể đắc, không sở đắc nên không thể chấp thủ. Trí nhất thiết trí không phải có pháp cũng không phải không pháp, do nhân duyên không thể chấp thủ này, nên Bồ Tát tu hành bố thí thọ trì tịnh giới hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Tuy cầu chứng đắc trí nhất thiết trí nhưng không gọi là hộ trì giới cấm thủ. Nếu các Bồ Tát tu hành bố thí thọ trì tịnh giới hồi hướng thanh văn hoặc độc giác chấp lấy tịnh giới, thì các Bồ Tát này mất Bồ Tát giới, nên biết đó gọi là phạm giới Bồ Tát. Mãn từ từ hỏi xá lợi tử, nếu các Bồ Tát tu hành bố thí, thọ trì, tịnh giới, hồi hướng bậc thanh văn hoặc độc giác, vi phạm giới Bồ Tát đã thọ, các Bồ Tát này nếu có điều kiện có thể trở lại tịnh giới không? Xá lợi tử đáp nếu Bồ Tát kia hồi hướng bậc thanh văn độc giác rồi, chưa thấy thánh đế, chưa chứng thật tế hoặc có điều kiện, thì dễ có thể trở lại tịnh giới. Nếu đã thấy thánh đế, chứng thật tế rồi, dị kiến sâu nặng, thì khó có thể trở lại tịnh giới. Mãn từ từ lại hỏi cụ thọ xá lợi tử. Nếu các Bồ Tát cầu chứng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề, không nên để cho họ chứng thật tế hay sao? Xá lợi tử đáp: Đúng vậy, đúng vậy. Nếu các bồ tát cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không nên để cho họ chứng nơi thật tế. Mãn tử tử hỏi: Do nhân duyên gì mà các bồ tát cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không nên để cho họ chứng thật tế? Xá lợi tử đáp: Có các bồ tát cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu mau làm cho vị ấy chứng thật tế, thì các bồ tát này hoặc được đủ nhân duyên trú ở bậc thanh văn hoặc độc giác có có thể làm cho họ khởi tâm trí nhất thiết hoặc gặp lúc tránh pháp như lai không còn không cần chứng đắc trí nhất thiết trí bấy giờ điện chứng độc giác bồ đề nhập vào vô dư y niết bàn hoàn toàn không chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề do nhân duyên này nếu các bồ tát cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không nên làm cho vị ấy mau chứng thật tế cho đến chưa ngồi tòa bồ đề vi diệu, không nên làm cho vị ấy chứng thật tế. Hoặc khi đã ngồi tòa bồ đề vi diệu sắp chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề, có thể làm cho họ chứng nơi thật tế, rất trừ tất cả chứng lại để chứng đại bồ đề. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, không nên thọ trì tịnh giới của nhị thừa, vì tịnh giới kia không thể hộ trì trí nhất thiết trí không hướng đến phát tâm trí nhất thiết trí không giữ gìn tịnh giới ba la mật đa của bồ tát không viên mãn tịnh giới ba la mật đa của bồ tát lại nữa mãn từ từ nếu các bồ tát khởi tâm phân biệt giới hạn làm lợi ích cho hữu tình tu hành bố thí thọ trì tịnh giới thì các bồ tát này không giữ gìn được tịnh giới ba la mật đa của bồ tát không viên mãn tịnh giới ba la mật đa của bồ tát vì sao mãn từ tử vì tịnh giới ba la mật đa của bồ tát không có phân biệt giới hạn nếu các bồ tát phát tâm không phân biệt giới hạn làm lợi ích hữu tình tu hành bố thí thọ trì tịnh giới thì các bồ tát này mới giữ gìn được tịnh giới ba la mật đa của bồ tát cũng viên mãn tịnh giới ba la mật đa của bồ tát do nhân duyên đây nên gọi các bồ tát này thành tựu tịnh giới bồ tát mãn từ tử hỏi xá lợi tử sao gọi là bồ tát trì giới xá lợi tử đáp nếu các Bồ Tát tùy theo sự hành bố thí, tất cả đều hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề, làm lợi ích lớn cho các hữu tình đến tận đời vị lai không gián đoạn, nên biết đó là Bồ Tát trì giới. Nếu các Bồ Tát tùy theo sự hộ trì giới, tất cả hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề, làm lợi ích lớn cho các hữu tình đến tận đời vị lai không gián không đoạn, nên biết đây là Bồ Tát trì giới. Nếu các Bồ Tát tuy trải qua hàng hà sa số đại kiếp tu hành trí giới, làm cho được viên mãn nhưng không hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, làm lợi ích lớn cho các hữu tình đến tận đời vị lai không gián đoạn, thì các Bồ Tát này không hộ trì được tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát, không viên mãn tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát tuy trải qua hàng hà sa số đại kiếp tu hành tịnh giới, làm cho được viên mãn nhưng hồi hướng tâm về thanh văn độc giác, thì các Bồ Tát này không hộ trì được tịnh giới ba làm mật đa của Bồ Tát không viên mãn tịnh giới ba làm mật đa của Bồ Tát nếu các Bồ Tát tuy không thọ trì tịnh giới của nhị thừa nhưng không gọi là người phạm tịnh giới nếu các Bồ Tát hồi hướng về bậc thanh văn hoặc độc giác, tuy thọ trì nhiều tịnh giới của nhị thừa nhưng lại gọi là người phạm tịnh giới. Vì sao? Mãn từ từ, vì nếu các Bồ Tát hồi hướng về thanh văn hoặc độc giác nên biết đó là hành nơi phi xứ. Nói phi xứ tức là nhị thừa, chẳng phải chỗ hành xứ của Bồ Tát vậy. Mãn từ từ lại hỏi xá lợi tử, sao gọi là Bồ Tát hành xứ? Xá lợi tử đáp, tác ý tương ứng với bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên biết đây là hành xứ của bồ tát